chính trị, các đồng cấp lãnh đạo trên đường 19, đường 21, đường 14 nhằm chia cắt bao vây nghi binh đánh giá chiến của địch. Hai tờ án 11 tháng 3, ta nổ súng tấn công quân của tập đoàn Hồng Lợi và trung tâm chính trị kinh tế của địch ở Tây Nguyên. Cùng với cơ quan bộ chỉ huy quân đoàn 2 đã bị tiêu diệt.